Xin chào các bạn nha. Hôm nay anh sẽ thiết kế hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ thiết kế một cái phần mềm trên Android Studio ha, viết một cái app để chúng ta điều khiển một cái thiết bị điện. Ở đây là chúng ta thấy là gì, ở đây là mình sẽ có được là 5 cái nút, mình sẽ có được là 8 nút nhấn. 8 nút nhấn ở đây là mình sẽ điều khiển 8 mối relay nha. Đó thì có cảm biến khi ga này, rồi cảm biến nhiệt độ, cảm biến nhiệt độ đúng không? Ok, cái bếp thì nên mở cửa ha. Đó thì bây giờ tính đi 8 đi. 8 cái thiết bị đúng không? Mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 8 thiết bị, 8 thiết bị đúng chưa? Mình có 8 thiết bị, với mình có cảm biến này nữa, 2 8 với 2 nữa là bao nhiêu? 8 với 2 cảm biến rồi là bao nhiêu? Là 10. 10 cảm biến khi cái cửa nó là mười mấy? 11 đúng không? Ok, nhiệt độ độ ẩm nữa. Thì cho nó 12 nha. Ok, mình sẽ làm một cái layout là 12 thiết bị ha. Ok, thì bây giờ anh sẽ bắt đầu thiết kế nha. Thì bây giờ đây là cái yêu cầu như vậy đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thiết kế nha. Đó. Thì bây giờ ở đây là anh đã mở sẵn cái này ha. Ok. Thì cái phần mà ở đây là những cái phần mà thêm tài khoản, xóa tài khoản để bữa sau hướng dẫn nha. Thì bây giờ ở đây là chúng ta đi vào cái phần thêm thiết bị làm đơn giản trước nha các bạn ha. Đầu tiên chúng ta vào chỗ gì? Chúng ta đi vào chỗ cái phần red nha, click vào đây, chọn vào gì đây? Chọn vào activity, chọn empty activity nha. Đó. Chọn empty activity đúng chưa? Các bạn đặt tên cho anh là cái gì, gọi là gì, layout đi ha, gọi là màn hình đi ha. Ok, màn hình nha. Ok, ví dụ vậy đi, tên gì cũng được nha. Đó. Khi mà chúng ta khởi tạo như thế này thì chúng ta sẽ làm gì các bạn biết không? Khi mà mình khởi tạo như thế này là mình sẽ nó sẽ sinh cho mình một cái file cho phép trong này, thấy chưa? Có file này tên là gì đây, file tên màn hình, thấy chưa? Ok đúng không? Đó. Thì bây giờ vào layout đây, mình vào đây go to XML, các bạn sửa lại cho anh nha. Các bạn sửa này thành là release layout nha. Ok, đó. Ok, bây giờ chỉnh màu, go to XML chỉnh màu nha. Mình chọn background, mình chọn cái màu thành 4F đây, nó ra một màu rồi đúng không? Mình chọn cái màu đi, màu nhẹ nhàng thôi, màu xanh đi. Xanh nào cho nó nhẹ nhàng tí. Ok, xanh gì? Ok đó ha. Xanh này có xanh nào nhìn cho nó kích màu đúng không? Đã chọn màu nào cho nó sáng sáng tí. Ok. Đây nha. Cho cái màu nó sáng sáng một tí đúng không nào? Rồi ok, thì bây giờ tiếp tục là gì đây? Tiếp tục là chúng ta sẽ ok, thiết kế giao diện đúng không? Mình sẽ thiết kế là gì đây? 12 thiết bị thì mình làm một cái layout chính đúng không? Mình làm 12 là 3 nhân 4 12 đúng không? Là 4 hàng đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ là gì? 3. 3 nhân 4 12 đúng không? Ok, làm cho 3 đi ha. Thì mình lấy một cái layout vào chỗ legacy, mình lấy một cái layout vào nha. Đây bỏ đây. Mình cho cái layout này kích thước của nó khoảng gọi là 100 dB thôi. Chiều width là hai là chiều cao đúng không? 100 dB thôi nha các bạn, 100 dB. Ok, mình cho nó cao tối một lần, mình cho nó cắt tốt bao nhiêu, mình cho nó cắt tốt khoảng cỡ là 100 dB thử nha, tí cái gì mình chỉnh lại sau nha. Ok, 100 dB đúng như nào? Mình nhân lên coi. Ok, tí nữa mình nhân sau nha các bạn. Ok, đây thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái border cho nó đẹp nha các bạn ha. Ở đây là tạo một cái border cho nó đẹp ha. Ok, anh cái border này ha. Ok, chúng ta vào chỗ gì đây, vào rest thì bạn vào gì đây, kết vào red đúng không? Kết vào red đúng không? Vào ra vào bộ, kết vào chọn new, chọn vào cho anh. Rồi ra vào bộ resource file, đặt tên là gì? Cái viền này, đặt tên là viền nha. Ok. Mình copy bỏ đây đúng không? Mình thấy cái viền này mình chỉnh màu khác cho đẹp nha, chỉnh màu đỏ đi. Màu này cho đẹp nha. Màu gì cũng được tùy chúng ta thôi. Chọn màu này cho nó đậm đậm thấm thấm tí đi. Ok ha. Hay màu đỏ cũng được, màu gì cũng được nha. Cái này là nó, các bạn lưu ý cái này là nó bo hai góc thôi đúng không? Bây giờ mình muốn bo hết đó, thì các bạn vào sửa lại cho anh nha. Variance đi. Cho nó 10 dB nha, là nó bo hết toàn đều đúng không? Ok. Thì bây giờ mình vào đây đúng không? Đó, bây giờ giả sử như bây giờ ở đây đúng không? Ở đây. Giả sử như bây giờ ở đây á, mình làm cho 3 đúng không? Làm 3 là mình một canh cái giữa hai cái hai bên đúng chưa? Mình canh một cái giữa, mình lấy một cái làm cái ở đây đúng không? Đó, đặt tên nó khoảng gọi là cho này khoảng 100 dB coi. 100 100 thử đúng không? Ok, 100 100 đúng không? Mình cho này về giữa đúng không? Cho này về giữa đúng không? Cho nó vậy. Giữa theo chiều chiều ngang là center horizontal đúng không? Là giữa theo chiều ngang, bạn thấy chưa? Ok đúng không? Mình cho nó bắt rau nó là cái viền á, thì chúng ta thấy cái viền chưa? Ok đúng không? Đó. Chúng ta đặt tên cho nó. Ok, đặt tên nó là gì? M1 chẳng hạn đúng không? M1 đi nha. Ok. Chúng ta đặt tên cho cái layout lớn này đi, là R1 đi. Ok. Cái tí mình xử lý sau nha. M1 đúng chưa? Đó. M1 bây giờ mình sẽ vào đây ha. Đây bây giờ mình sẽ copy hai này khác. Ok. Mình đặt này là A2 nha. A2 thì nó bên phải A1. Nó là gì? Nó là right of bên phải A1 đúng không? A1 phải chưa? Ok.
cho nó cách bên phải là margin left đúng không? Đó, cách nó khoảng cỡ 10 dB thôi. Ok. Mình tiếp tục mình copy một cái nữa. Đây ta nó là gì? Đây là A3 đúng không? A3 thì cho nó bên trái đúng không? Bên trái là gì? Bên trái là gì? Nó là gì? Left off đúng chưa? Left off. A1. Ok. Mình cho nó margin right. Cách nó thành giữa là 10 dB thôi. Ok. Thôi bây giờ anh sẽ run lên thử bằng xem thử nha. Ở đây là anh có điện thoại anh để sẵn con này. Sau này các bạn có thể run máy ảo này được nha. Đó. Hoặc có tạo một cái máy ảo ta run lên cũng được nha. Ok. Hoặc có tạo một cái máy ảo rồi ta run lên nha. Ở trong này kết và khởi tạo máy ảo thì click vào đây đúng không? Chọn cái gì? À đây với máy ảo này, các bạn khởi tạo một cái máy ảo còn chọn new này đúng không? Khởi tạo một cái máy ảo. Ok các bạn đợi nha. Anh sẽ mở cái máy ảo anh lên cho các bạn xem tại vì anh có cái app sẵn ở đó nha. À, cho nên anh mở cho bạn xem nha, cho đẹp tại vì cái đẹp lắm. Ok. Cái xâm này nó đẹp mà tại sao mở bạn xem đúng không? Ok. Cái phần mềm này nó hay lắm các bạn ơi. À, mua license anh mua hình như là 700 mấy, 8 mấy, 900 mấy á, 1 năm. Thì mình sẽ quay màn hình rất là đẹp nha. Ok. Nó quay màn hình rất là đẹp mà nó lại nhìn nó thích nữa. Đúng không? Mình đầu tư cho mình việc làm của mình thì mình đừng có tiếc. Ok. Đây start đi nha, anh bắt đầu start đi, thấy chưa? Ok thấy chưa, đẹp không, rất đẹp đúng không? Kéo nhỏ xíu như vậy coi đi, bự quá. Nhỏ thôi. Đúng không, bây giờ mình sẽ anh run gas cho bạn xem nha, run lại nha, đây. Bây giờ mà anh muốn run này lên đúng không? Bây giờ anh muốn cho cái màn hình này lên đầu tiên đó thì anh vào chỗ cái admin manfix này anh sửa lại đúng không? Anh sửa chỗ main FTT thì bây giờ anh phải sửa lại nha. Sửa lại là gì đây? Màn hình đúng không? Ok, anh đổi lại chỗ này là gì đây? Main đúng không? Nó mới chịu nha. Ok, run lại nha. Nghĩa là muốn cái này đầu tiên thì cho cái nằm dưới cùng đúng không? Đó. Cái chỗ này là quy định cái màn hình nào khởi động đầu tiên này, thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Ok, ta thấy là gì? Đó thấy là ba cái màn hình vậy đúng không? Đó. Cái nền màu đỏ có vẻ như nó không đẹp lắm đúng không các bạn ha? Đó, đổi cái viền các chữ màu trong màu trắng đi, màu đỏ nhìn cho nó phản cảm quá. Ok, mình nhìn lại màu trắng thôi. Ồ, màu trắng nhìn có vẻ thanh thoát đúng không? Đúng chưa, màu trắng có vẻ là nhìn mình vô mình nhìn mình thấy nó cảm tình hơn nhiều ha. Ok đúng không, cảm tình hơn nhiều đúng không? Bây giờ anh sẽ làm cho nó mất cái viền đi nha, mất cái viền đi nha các bạn ha, mất cái viền đi cho nó dễ coi. Oh, đặt tên nó đến đó làm được ha. Đặt tên này là gì? Đặt tên này lại chúng ta vào vô đây. Value đúng không? Vào string đặt tên là gì đây ha? Smart home nha. Smart home đi. Có oh, đặt tên smart home cho nó nhìn nó đẹp đẹp đúng không? Luôn lại cho bạn xem thử nha. Đó, smart home đúng không? Ok. Ok đúng không? Đúng là mình cắt giờ bây giờ nhìn lại mình lại ồ vô đây thấy cách 100 nó hơi cao đúng không? Cách nó khoảng cỡ là bao nhiêu? 100 nhiều quá. Khoảng 50 thôi đi. À 70 thôi. Ok. Rồi luôn lên thử nha. Rồi ha. Ok, đó. Ok đúng không? 70 coi, nhìn thử các bạn nhìn thử xem. Ok được thôi đúng không? Bây giờ mình làm xuống đúng không? 12 đúng không? Ok, copy thì này bỏ xuống. Cái thằng này mình không mình bây giờ mình không cắt top nữa, đúng không? Đặt tên là gì đây? Nó bị lâu rồi R1 đúng không? Đặt cái này là R2. R2 nó bị lâu gì đây? Nó sẽ bị lâu nó bên dưới đúng không? Nó là bên dưới đúng không? Bị lâu thì R1 đúng chưa? Ok. Cách thằng này nó cắt top khoảng cỡ này bắt đầu này 10 thôi, 10 ít quá. Cho này khoảng 30 thử coi. Ok đúng không? Đó. Tiếp tục thấy chưa? Nhanh không? Có một cái nữa. Ok. Này cho này là R3 đúng không? Bị lâu thì R2. Ok chưa? Tiếp tục cho thằng nữa coi. Cho này này R4 nó bị lâu nó là R3 hết chưa? Ok rồi ha. Run lên xem thử nha. Đó bạn nhìn thử là cái màn hình nó cân đối chưa. Ok cũng chưa cân đối lắm rồi thì cho cái top lên tí. Cái top này xuống khoảng cả 100 đây, 100 có vẻ cân đối ha. Ok. Nhìn thấy màn hình này. Ok, như vậy là cũng 3 12 thứ 7 đúng không? Mà như vậy nó cũng khá là cân đối đúng rồi các bạn. Ok đúng không? Nó cũng khá là cân đối rồi. Đúng không? Rồi nha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ bây giờ chúng ta làm gì? Mình muốn cái đèn đúng không? Chúng ta vào đây bằng tìm cho anh bằng gọi là gì? Là light BNG nha, light BNG nha, icon đi. Ok.
Okay, mình tải một vài cái icon này về nha. Các bạn vào của chủ trang là Flash icon này, bạn sẽ tải rất là nhiều thứ về nha. Đó. Rồi kiếm cái đèn, bật cái đèn tắt nha. Kiếm này nè. Kiếm hai cái này nó cùng màu cho nó đẹp nha các bạn, đúng không? Mình tại vì mình chúng ta đang dùng miễn phí mà mình có gì mình xài nó thôi, tại có đâu đúng không? Nhìn mấy cái logo này là cái nào mà không có được, coi kiếm cái nào đẹp đẹp coi, dễ thương coi. Hay là đúng không? Lấy cái này đi. Cái một làm cái một tấn này là tắt đi nha. Ok. Đào về nha. Đào về lưu. Lưu luôn. Mình đào hai cái đèn này về đâu? Light bulb đâu? Mình bỏ sẽ mất hôm hình này. Đây, một hình đúng không? Đây. Đây là tắt đây, tôi cần là tắt đây nha. Ok. Sáng nha, ok rồi đó. Ok, đã sáng tắt đúng chưa? Ok, có hai cái bình này, có hai hình này nha. Các bạn vào đây. Các bạn dán vào ra bộ cho anh nha, dán vào ra bộ đúng chưa? Ok. Đó, đừng có chỉnh gì hết. Rồi nha, bây giờ mình muốn bỏ đèn rồi đúng không? Mình lấy một cái đèn. Nó ta vào chỗ comment này, bạn lấy cái email view bỏ vào đây, kéo vào đây cho anh nha. Chọn nó cái đèn muốn cái đèn tắt đúng không? Ok. Chúng ta chọn là chúng ta ghi về đây là gì? Center, chọn center environment cho anh nha, true nè. Đó, ok. Đó. Ta cho các bạn cho anh chọn cho anh là Marine đi, cho anh nó Marine là đi, Marine là Marine là canh điều 4 quân nha, cho nó 10 dB thứ nó có đều chưa? Ok. 10 bên chưa đều cho nó 20 đi. Ok, 20 đi. Ok đúng không? Đó, bây giờ các bạn copy nhìn người ta nhìn thử đẹp nha, nhìn thử đẹp chưa? Ok. Những đẹp chưa? Ok đó, đẹp rồi đó. Ok, bây giờ mình copy đi ra, copy nhanh lên đúng không? Nhanh lên. Mình bây giờ đây là mình đầu đầu tiên của mình là gì? Mình có hai cảm biến gì? Nhiệt độ, độ ẩm, khí ga đúng không? Ba cảm biến mình cho để ba hàng này đúng không? Ba cảm biến mình để ba hàng này, để ba hàng đầu tiên đi nha. Ba cảm biến mình để ba hàng đầu tiên đúng không? Còn thiết bị mình để dưới này hết nha. Ok, tắt đi. Cảm biến là mình để ba hàng đầu tiên, ba cảm biến của mình đúng không? Còn lại là mình để này hết đúng không? Đó. Cái cửa để đây đúng nha. Ok đó. Mình có 8 thiết bị đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 đúng không? Đó. Mình có là gì? 5 cái đèn, ba cái quạt đúng không? Đó thì bây giờ mình làm 5 cái đèn. Chỗ này là mình làm cái cửa đúng không? Là cái cửa thì kiếm icon cái cửa coi. Cái cửa là đó, tiếng Anh thôi. Ok, đó, đúng không? Đó. Kiếm cái đó nha. Ok, cái kiếm cái cửa nào đóng coi. Đây đóng đúng không? Ok. Kiếm một cái mở coi, kiếm một cái đóng, một cái mở đúng không? Hay là mở đúng không? Ở đây là mở đúng chưa? Lưu cho anh, lưu lại nha, copy cái này ra. Đây là cửa mở đúng không? Cửa mở đúng không? Ok. Đây là cửa đóng đúng chưa? Ok thì mình cũng copy này, copy hai cái này cho anh nha. Copy bỏ đây, dán là đây nha. Lưu ý là mình bé vào đây đúng không? Có sao đây vậy, mình đừng có chỉnh đường dẫn nó đâu. Ok được nha. Rồi. Đó. Bây giờ mình lấy một cái email view bỏ luôn nha. Đó, bỏ đây. Mình chọn cái cửa nha các bạn. Ok. Cho này nó cũng cách đều theo cho nó, này cũng center environment nha. Chú đi cho này là Marine nó cũng 20 dB nha, cho đều 20 dB SP nó gần nhau thôi. Ok chưa? Đó. Thì bây giờ ở đây nó có cửa, nó có quạt đúng chưa? Mình có ba cái quạt thì tất nhiên phải đây là fan. Vậy là mình sửa lại nha. Ok. Fan. Mình có ba cái quạt đúng không? Mình kiếm cái quạt hình nào nó quạt nào cho nó thật quan tí nha các bạn ha. Ok. Mà cái quạt là nhiều màu đúng không? Ok, cái quạt này là quạt màu trắng là mình thì hiểu là tắt đúng không? À, màu trắng là mình hiểu là cho tắt. Còn màu màu có màu lên là hiểu là đang bật thì nó dễ nha các bạn. Ok.
quạt tắt, ok, ghi vậy nó dễ tên này ha. Quạt quạt bật đi, quạt mở đi nha. Ok ok cũng ta copy hai cái này vào cho anh nha, copy hai cái này vào đây ha, con bếp đây cho anh nha. Ok ok mình có ba cái quạt dưới này đúng không, mình có ba cái quạt dưới này đúng chưa. Ok thì mình cho ba cái quạt nó nằm dưới này luôn nha. Ok một quạt, ok Marvin 20 dB nha, cho nó center, canh center anh bao đoàn cho luôn nha. Ok ok đúng không, ok đúng chưa, 5 thiết bị đèn, ba cái quạt thế này đúng không, run run lên cho các bạn xem thử nha, đó nhìn thấy cái thành quả của mình nha. Ok rồi nha, tiếp tục là gì đây. Bây giờ chúng ta sẽ có cái miếng nhiệt độ đúng không, nhiệt độ là gì đây, tem pressure đúng không, tem pressure, ok đúng không, đó là kiếm cái nhiệt độ đúng chưa, kiếm cái kênh nhiệt độ đẹp đẹp tí nha. Ok nhiệt độ đúng chưa, đó nhiệt độ đúng không, sáng kiếm lên độ ấm là gì đây, humidity đúng không, hum mi à, độ ấm đúng chưa, nhiệt độ độ ấm đúng không, gas đúng không, gas đúng không, có khi ra đúng chưa. Ok gas, kiếm hình nào mà cái đẹp đẹp tí nha, đừng kiếm hình nào mà cái cast nó đẹp đẹp tí. Ok ok này đẹp dễ thương này đúng không, không gas đặt tên vậy mình tìm mới dễ nha các bạn ha, anh làm biếng có gas, ok copy này cho anh nha, bỏ đây ha. Ok rồi nha, bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên cái miếng nhiệt độ trước đúng không, nhiệt độ đâu chưa đeo về hả, ok đeo về nha. Nhiệt độ đúng không, độ ấm đâu, ok ok kéo một cái nhiệt độ vào nha. Ok chúng ta sẽ kéo một cái nhiệt độ vào trước đây nha, mình cho này nhỏ thôi, cái này mình cho nhỏ thôi, mình không thể ấy được nha, cái này mình phải để nó có những cái số thôi, mà cho nó khoảng cỡ 50 dB coi, 50 dB. Đúng không? À, 50 dB thôi. Đúng không? Đã 50 dB. Mình cho nó mình lấy một cái giá trị cái test báo trước đúng không? Cái test đi. Giả sử mình cho cái test này là gì đây? 30 sao C chẳng hạn đúng không? Ok. Bỏ 30 thôi. Mình cho cái test này nó nằm giữa đây nha, mình cho cái test này nó nằm giữa đây, giữa cái chiều dọc đi, giữa cái chiều dọc là center vertical đúng không, ok giữa chiều dọc đúng chưa, đó mình đặt tên này là gì, mình đặt tên test view này là gì đây, nhiệt độ đúng không, test test nhiệt độ. Bây giờ mình cho cái email view này nó nằm bị lâu nên nó nằm gì, nó là right off của thằng này đúng không, nó là right off của thằng gì đây, test test nhiệt độ đúng không, ok đúng chưa,
Này nó cũng center là gì, horizontal luôn nha. Ôi sorry các bạn, center vertical mà đúng chứ. Ờ mới được đó, ok đúng không? Mình cho này là cho này là cách cách nó test size này bao nhiêu? 20 dB coi. Ok, bỏ chế độ C đi nha. Bỏ chữ mình bỏ chữ C đi. Ok, 30 dB. Cho này nó margin left khoảng bao nhiêu? 20 dB đi. Ok. Cho này là cách này 50 dB thôi. Margin left này khoảng là 10 dB thôi. Ok. 5 dB thôi, 10 nhiều quá. 5 dB nha. Đó. Cho này cách trước khoảng 15 dB thôi, cách trước này khoảng 15 dB thôi nha. Đó. Ok. Đúng không? Cho test màu trắng này. Test color cho nó màu trắng này. Dễ thương nha, bây giờ mình cho nó tha mình run thử nha. Nó run thử thử nhìn nó có dễ thương nha các bạn. Nhìn thấy nó dễ thương không? Đó. Mình nhìn nó hấp dẫn một tí thì mình cảm thấy xúc đúng không? Ok. Bây giờ để anh chỉnh cái màn hình này lại, thời gian lâu lâu luôn nha. Thấy chưa? Thì bây giờ anh chỉnh độ sáng này xuống rồi. Ok. Để anh dám độ sáng cho nó rõ nha. Tại vì trên đây nó vẫn sáng bình thường thấy chưa? Ok đúng chưa? Các bạn nhìn thấy không? Ok đúng chưa? À, rồi ha. Thì bây giờ tiếp tục là gì đây? Thấy cũng được đúng không? Cũng dễ thương mà. Ok rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gì đây? Rồi, tiếp tục với cái gì đây? Tiếp tục với cái nhiệt độ độ ẩm đúng không? Hai bên quyền hai này qua đây, sửa đây thôi. Đó này đặt tên này lại, này là gì đây? TXT này là TXT gì? TXT gì? DE đâu độ ẩm đúng chưa? Rồi một TXT gì DE đúng không? Ok. Thấy chưa? Được chưa? Mà đổi icon lại, icon này là gì? Cái icon này là nhiệt, cái icon này là gì? À, nhiệt độ đúng không? Độ ẩm. Đúng chưa? Đúng không? Ok, thì bây giờ độ ẩm là 60 chẳng hạn. Ok, thông thường độ ẩm rồi. Rồi nha, bây giờ ở đây là mình có cái gạch đúng không? Kéo kéo này, có cái này bỏ đây luôn đi. Rồi mình đổi cái này thành cái gạch nha. Ok. Gas, ok. Không gas. Ok đúng không? Đó. À, luôn cho bà con xem nha. Đó, thấy chưa? À, như vậy là rất là đơn giản là chúng ta đã khởi tạo được một cái gì đây? Một cái giao diện ha. À, rất là nhanh chóng. Đó ha. Rồi nha. Rất là nhanh đúng không? À, rồi xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.